Nghĩ là 100 bịch đá mình chuẩn bị cho bia nó mát hơn, nhưng mà mình nghĩ mình không dùng đến đâu, bởi vì bia ở dưới này rất là mát rồi mọi người ạ. Nào, 1, 2, 3, vô. Nào, 1, 2, 3. Ui, buồn đã lắm mọi người, tắm bia. Làm gì để xua tan cái nắng nóng của mùa hè như thế này này. Mình đã bơm hơn 5.000 lít bia mọi người ạ. Bơm hơn 5.000 lít bia tươi. Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ đào một cái bể bơi ngay trong sân nhà tôi. Và tôi sẽ đổ đầy 5.000 lít bia vào tắm, để xem cảm giác tắm với 5.000 lít bia sẽ như thế nào. Mọi người đừng rời mắt khỏi video này nhé. Khó nhỉ. Bắt đầu. Một ý tưởng khá là điên rồ cho một cái bể có sức chứa khoảng 6 khối. Sức người không thể làm được, cho nên là mình đã nhờ một người bạn. Mình nghĩ là thằng bạn mình sẽ làm được. Con chó nhà mình lần đầu tiên nhìn thấy máy xúc, nó rất là phấn khởi. Mình sẽ phải chuyển nó đi. Đi nào, đi nào. Nếu cho bạn đào cái bể này bằng tay, bạn nghĩ bạn có thể hoàn thiện trong bao lâu? Tôi nghĩ là khoảng 1 tuần. Còn tôi phải 2 tuần. Thế thì bạn yếu hơn tôi rồi. Mình đào được một viên kho báu. Đây là kho báu đến từ thiên nhiên, nó không có giá trị. Chiều sâu của bể vậy là đã ok. Chào mọi người nhá, mình đã chuẩn bị 5.000 lít bia rồi. Trên xe này đang chở là 100 bom bia. Và mỗi thể tích của bom này là 50 lít mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ đổ xuống bể này để xem tắm cảm giác như nào nhá mọi người nhá. Mọi người cùng đón xem nhá, đừng rời mắt đấy. Bây giờ mình sẽ đổ 5.000 lít bia xuống cái bể này. Mọi người đừng rời mắt khỏi màn hình nhá. Cùng đón xem, ok. Cho mượn cái cốc, Long lấy vào nhà lấy cái cốc cho mình. Lấy cái cốc. À đây. Mọi người ơi, bia sạch, mọi người ơi. Lần đầu tiên trong đời đầu tư 5.000 lít bia để tắm. Nhưng mà mát lắm. Mình nghĩ là 100 bịch đá mình chuẩn bị cho bia nó mát hơn, nhưng mà mình nghĩ mình không dùng đến đâu, bởi vì bia ở dưới này rất là mát rồi mọi người ạ. Triệu sang đây, nhanh. Nào, Long thấp bé đứng trước. Rồi, ok, nào, rót. Nào. Ôi, toàn bọt thôi, từ. Từ rồi, đâu. Nào, nhẹ nhàng, vỡ tốc. Nào, 1, 2, 3, vô. Biết là bia uống nhiều không tốt cho sức khỏe, nhưng tắm này rất đẹp da. Khuyến khích mọi người không bắt chước dưới mọi hình thức nhé, vì video này rất là tốn kém. Mọi người ơi. Nào, 1, 2, 3. Ui, đã lắm mọi người, tắm bia. Tắm bia đẹp da mọi người ạ. Buốt lạnh. Nào, anh đâu rồi, anh đâu. Đây. Buốt mà. À. Buốt lắm.
Ui tuyệt vời luôn mọi người. Ôi mọi người ơi, đẹp ra lắm. Lần đầu tiên lần đầu tiên cảm giác tắm bia là phải nói là good job. Ui lần này mát rồi, làm quen rồi với nước. Cảm giác cảm nhận bạn thế nào Long ơi? Cảm nhận của mình là cảm nhận bạn thế nào? Về người ra đường con gái nó mà nhìn thấy nó bảo nhà anh có bán bia không, mà nhìn anh em thấy say quá kiểu đấy. Chào mọi người nhé, hiện tại mình đang ngâm trong cái bể gần 5.000 lít bia rồi. Hiện tại là mình sẽ đổ thêm lượng bia còn lại để cho nó đầy cái thành bia này. Bể bia vô cực gần 6.000 lít bia của mình. Làm gì để xua tan cái nắng nóng của mùa hè như thế này này. Bây giờ là phải tắm bia. Lạnh quá mọi người ạ. Ôi chết, lấy kính à. À đây đây đây. Ôi, mọi người phê quá mọi người ạ. Ui. Đây là cái bể bơi hơn 6 mét khối nước, nhưng mà mình đã bơm hơn 5.000 mét khối. Quên, mình đã bơm hơn 5.000 lít bia mọi người ạ. Bơm hơn 5.000 lít bia tươi. Lúc đầu mình bơm ấy thì bọt nó tràn hết ra như cái bể bơi vô cực ấy. Nhưng mà sau một lúc ấy, bơm xong ấy thì bọt nó tan dần rồi. Nhưng mà bây giờ nó vẫn phê. Wow, tuyệt vời lắm mọi người ạ. Nước nó mát, nó lạnh, nó đã lắm. Nước bia này có thể uống được luôn nếu mà một mình tắm ở đấy, mình có thể uống được luôn. Ui mát quá mọi người, đây là bọt bia nhá mọi người nhá, nó không có xà phòng nhá. Khuyến cáo anh em nhá, không bắt chước dưới mọi hình thức vì nó rất là tốn kém. Nhưng mà được cái là bia ấy thì mọi người uống ít thì được, nhưng mà uống nhiều nó không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà được cái tắm ấy lại mát cho da. Đấy. Phía sau anh em mình ấy thì là đang có một cái mẹt này để nhậu này mọi người này. Mình chuẩn bị này, anh em chuẩn bị cái clip này ấy, chuẩn bị cái dự án này thì từ sáng giờ, nên là bây giờ anh em mới có thời gian để nghỉ tận hưởng ăn uống đấy mọi người. Đây, mình có chuẩn bị một con gà nướng cả nhà mọi người. Đây. Mời mọi người nhá, mời cả nhà nhá. Đó. Đây thì châu sấy của nhà mình này. Cái này là cụ nói là của nhà chị họ mình thôi. Gửi xuống nhà chị họ mình bán thịt châu chuẩn đấy mọi người. Nó không với hàng hải quan nha, mà nó không với hàng đông lạnh. Anh ăn đi. Mọi người nhất, đây là con gà nướng nha mình nha. Đó, chấm như này. Mình tói em không? Đó. Gà nướng thì mình không thích lắm các bạn, nhưng mà mình chỉ khoái món thịt trâu rồi. Đây. Gà cứng. Thịt gà nhà mà nó dai. Bể nó cứng quá. Đây quanh thịt trâu rồi, cho nó bên rồi. À, phải ăn từ từ mà nhỉ? Ngọt mềm tuyệt vời các bạn. Các bạn nào mua thịt trâu các bên vui lòng liên hệ Trai Lào Cai các bạn nhé. Đây này, mọi người này, nếu mà ai quan tâm thịt trâu góc bếp ấy, cứ liên hệ thẳng với mình nhé. Mình cam kết là thịt trâu chuẩn luôn, nói không với hàng hải quan thanh lý, nói không với hàng đông lạnh, không có hàng mà có gia vị của Trung Quốc đâu các bạn nào mà ăn những cái đồ cay của Trung Quốc. Có một số nơi bán thịt trâu các bạn ngửi các bạn biết nha. Thịt trâu nhà mình mềm, cứ thịt nó mềm nó đỏ và nó vẫn có một chút da dai nhé mọi người nhé. Lần đầu tiên trong đời á, nói là tắm cái bia thực sự rất là phê mọi người ạ. Tắm thích lắm, nhưng mà cái chi phí của nó thì siêu tốn kém mọi người. Ngoài mình đầu tư hơn 5.000 lít bia ấy, cộng hơn 100 túi đá. Ban đầu mình bơm bia ấy thì bọt nó rất là nhiều. Thì nó tràn hết ra cái mép này, cái mép bể này. Thể tích của cái mép bể này là rộng 2m2 mọi người nhá, từ đầu bên này sang kia là 2m2 này, từ trên này lên trên kia là 3m4 mọi người. Và chiều sâu của nó là sâu 1m1 luôn mọi người, 1m10 luôn, có nơi thì sâu 1m15 luôn.
Nhưng là mình tính là 5.000 lít bia ấy, để tắm ấy thì mình nghĩ là đủ, nhưng mà thực sự là mình vẫn chưa thỏa mãn đâu. Khi bơm xong thì mình muốn là nó phải sát sát cái mép này như thế này mọi người này. Đấy, nó phải như thế này. Còn bây giờ ấy, thì mình mời mọi người cùng mình trải nghiệm nha. Lặn xuống cái bể này. Hơi lạnh ấy mọi người. Mình nước bia vẫn lạnh mọi người. Lúc ban đầu ấy nó còn nhiều bọt ấy thì xoa lên người rất là thích luôn mọi người. Nhưng mà nó hơi tốn kém. Ôi, mát quá mọi người, mát quá. Tắm bia mát quá. Cảm nhận là lần đầu tiên trong đời bạn nào tắm bia như nào ạ? Tôi nghĩ là sẽ không rất hiếm khi có lần thứ hai được tắm như này nữa đâu ạ. Bởi vì chi phí một lần đầu tư như này rất là tốn kém. Nó là nhiều chục triệu các mọi người ơi. Người ta bảo là bạn bè từ lúc tắm chuồng với nhau ấy, nhưng mà đây bọn mình từ lúc tắm chuồng đến lúc tắm bia với nhau nha. Ngày bé thì tắm suối, lớn lên tắm bia với nhau nha. Thôi bây giờ là mình xin kết thúc video ở đây mọi người. Thật sự là rất là thích luôn. Và cũng rất là cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này và xem hết video này. Một lần nữa thì mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Nếu mọi người thấy video thú vị ấy, thì cho mình xin một cái đăng ký kênh nhé. Và bấm vào cái chuông thông báo để kênh mình càng ngày càng phát triển hơn. Và cái chuông thông báo mỗi khi mình ra video mới thì mọi người sẽ có thông báo và mọi người tiếp tục vào xem và ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye bye.